Chào tất cả các bác nhá, chào mừng các bác quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Hiện tại thì cháu Linh đang có mặt tại chợ phiên Mèo Vàng đấy. Và trong cái chương trình ngày hôm nay thì rất đặc biệt, ở trên khu vực này có tổ chức giải chạy marathon thường niên. Thì hôm nay thì Linh cũng có tham gia để trải nghiệm cái quãng đường chạy của Mỹ Linh là 12 cây nhá các bác. Đó, thì hiện giờ thì cái giải chạy này thì nó cũng liên kết vào cái ngày chủ nhật để mọi người từ du khách thập phương có thể đến với vùng cao, đặc biệt là đến với chợ phiên Mèo Vàng để mọi người có thể tìm hiểu về cái văn hóa phong tục tập quán bà con. Đây là cái chợ phiên ở trên vùng cao, là họp vào ngày cuối tuần, đó là ngày chủ nhật. Đó, hôm nay thì cháu Linh cũng vừa chạy vừa cho các bác tham quan chợ phiên Mèo Vàng luôn nhé. Chín rưỡi thì mình mới chạy cơ. Hôm nay thì Linh lại không lên bản được nữa. Và hôm nay thì có Mỹ Lử là lên bản để khởi công cái công việc của nhà A Vừ để xây nhà. Rất là đông các bác, cái chợ phiên nhá, bán rất là nhiều đồ luôn, nhiều lê quýt này các bác, rất là nhiều đặc sản ở cái khu vực này. Đấy, chúng ta sẽ đi ra bên này. Một lúc nữa thì Linh sẽ chạy và Linh sẽ quay lại video cho tất cả các bác biết về cái quãng đường hôm nay Linh tham gia chạy 12 cây. Đó, bây giờ thì Linh sẽ đi ra chỗ khu vực chuẩn bị xuất phát. Hôm nay thì Linh sẽ thi vào lúc 9 rưỡi, chạy là 12 cây. Và hiện giờ thì Linh đang có mặt ở chợ phiên. Đó các bác. Đây là một cái trải nghiệm rất là vui khi được tham gia chạy marathon đây và được trải nghiệm cái khu vực rất là vui khi du khách thập phương đến đây để biết được cái văn hóa bà con trên vùng cao. Mọi người vừa được chạy trên những cung đèo Mã Pì Lèng, những cung đèo núi rất là đẹp ở trên khu vực vùng cao, và vừa được trải nghiệm cái ngày chợ phiên ở vùng cao này. Đó, các bác xem là những vận động viên chạy người ta cũng ra đây để mua những đồ nông sản đây. Khi nào các bác có thời gian rảnh mà muốn lên du lịch Hà Giang thì mọi người có thể liên lạc qua kênh của Mỹ Linh hay là kênh của anh Feng Feng Vlog, cũng có một văn phòng du lịch ở Hà Giang thì mọi người có thể liên hệ và đặt tour để lên khu vực Hà Giang để trải nghiệm. Mọi người có thể vừa đi du lịch vừa làm thiện nguyện luôn cũng được, mà vừa có thể trải nghiệm được cái chợ phiên vào ngày cuối tuần ở trên khu vực vùng cao đây. Những cái chợ phiên rất là độc đáo, mặc bà con từ khắp những bản làng cũng ra đây để mặc những quần áo trang phục của đồng bào
người Mông rất là đặc sắc. Đây là bán thuốc nam đấy các bác. Đó. Đây là bộ trang phục người Dao nhá, Dao áo dài. À, bây giờ thì cháu Linh sẽ ra cái khu vực chuẩn bị để thi cùng với cả mọi người đây. Hôm nay thì cũng qua đây thì cũng rất là mong các bác cố gắng xem hết cái video này. Nhờ có những cuộc giải chạy này thì mới đẩy mạnh được du lịch cho Hà Giang. Và đặc biệt là có thể thay đổi được cái cuộc sống của bà con ở đây. Hiện giờ thì mọi người cũng ở đây rất đông, các bác có thể nhìn từ đây chúng ta có thể thấy là mọi người tập trung ở đây, cái này rất đông. Đông người lắm các bác, ủa ôi, chậm như kiểu là đỉnh người. Chạy bộ mệt lắm. Dành cho vận động viên về đích.
Lâu không chạy các bạn, mệt quá. Chịu được. Chỉ được 200m đã thở không hề. Đây là cuộc thi là vừa đi bộ vừa chạy bộ. Này là toàn lên dốc thôi, phải lên vượt lên tòa đú thì mới xuống dốc được. Bước được không? Dạ. Bước được không? Rồi. Đấy, các bác nhìn như biển người này, đúng chưa? Hôm nay tuyến đường này là nó chặn rồi, rất là đông người. Đi lên bản nhiều quá thế, hành ra về không thể thao, mệt quá. Các bác thấy lượng người đông chưa? Chạy. Mình chủ yếu hôm nay là đi check in là chính, chạy chỉ là phụ thôi. Chị này là dị nhân chân đất này. Chào chị nhá. Chạy bằng chân đất rồi các bác. Giống như kiểu cái bản địa này người ta đi trên những cái viên đá tay mèo ấy. Đấy các bác xem mà, cũng chạy vào trong làng đấy, xuyên qua các bản làng của bà con người Mông. Giờ là lính đã mệt rồi, chưa được 2 cây. Hết thở dốc rồi đó. Nói lâu mình không tập luyện thôi.
Hôm nghỉ cũng chạy khỏe lắm các bác. Để dốc thì mình đi bộ thôi. Đấy, các bác xem mà, khắp dải núi bên kia chạy về đây và sẽ vòng ra đi vào Sa Lung Pu. Mệt. Đấy là do Linh Cung xếp đầu ấy nhá các bác nhá, xếp đầu thì về nhất rồi đấy. Vừa rồi thì các bác cũng được theo chân Mỹ Linh tham gia một cái giải chạy marathon ở trên Hà Giang Thường Niêm. Thì Mỹ Linh đã hoàn thành được cái quãng đường chạy 12 km. Do là mình xuất phát sau hàng nghìn người
nhưng mà vẫn về trong top 20. Thì Linh thấy thành tích của mình ngày hôm nay là quá là vui rồi. Tuy là không vào trong cái top 10 nhưng mà mình cũng thấy cảm thấy là quá là vui. Và cái video của cháu Linh đến đây kết thúc rồi. Trong cái video đó thì cũng có nhiều ghép nhạc thì mong các bác thông cảm. Tại vì là chỗ giải chạy này thì nó có nhà bản quyền rất là nhiều, thế nên Linh cũng không thể là bật âm lên được. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh.